Ok, Đức Anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình có đi ra cái bãi khu vực Bắc Thăng Long. Đây là ở dưới dưới ngay đê từ chợ cổ điển đi vào mọi người nhé. Đó, đây toàn thìa dĩa này. Đó, cho mọi người xem tham khảo nhé. Mình cũng vừa nhà chạy đây, từ mình ra đây cũng phải 50 cây. Đó, cũng rất là đây. Nhiều máy cầm công cụ cầm tay này. Đó, đồ Nhật thì những cái máy này là cũng khá là cổ rồi đấy. 100V này. 12A. 1100W này. Đây này, đây có con bơm này. Bơm. Đó. Mình quay sơ qua cho mọi người nhé. Thì dĩa rồi là các cái máy cầm tay. Chạy điện này. Đó. Rồi các cái đồ cơ khí. Đó, máy cầm tay này. Thì các cái đồ Nhật này thì người đã thải ra rồi nhưng cũng dùng khá là tốt mọi người nhé. Đó. Những cái máy có những cái máy từ năm bảy mấy cơ. Đó, các cái đồ công cụ. Ok. Máy cắt. Ở phía trong trong kia là mũi khoan kia. Đây là máy cắt sắt. Đây như kiểu là máy đục đúng không? Máy đục mộng. Máy mài này. Đó, đây là máy cắt sắt này. Đây là máy đục mộng. Máy mài. Đó. Đây có máy tiện diễn này. Đó, đồ người ta thải ra rồi nhưng mà cái công nghệ của người ta thì cũng đi trước mình. Đi trước mình cũng vài chục năm mọi người nhá. Cho nên là cũng khá là tốt đấy. Những cái đồ này người ta cũng dùng rất là lâu năm rồi. Nhưng mà mọi người mua máy bãi thì cũng nên cân nhắc nhé. Tại vì cũng gặp nhiều cái nó quá kém rồi. Đó, mọi người mua thì cũng nên cân nhắc. Đó, có những cái còn cũng còn rất là tốt mọi người nhé. Nhưng mà có những cái thì nó cũng qua thời gian quá lâu rồi, nó hỏng hóc. Đây là thôn cổ điển nhé. Ở khu đây là các cái lưỡi cắt này. Cắt gỗ rồi cắt sắt. Sang bên này ngắm bộ cà lê. Đây, một bộ này. Cà lê. Cũng đây, rất là các cái nhiều đồ máy cầm tay nhé. Đó, mọi người chưa? Hôm nay mình qua đây mình quay tiện ngắm ít đồ, quay cho anh em tham khảo. Máy công cụ rồi ốc. Mũi khoan này. Cái đầu khẩu. Rất là nhiều đồ nhé. Máy cắt. Máy cắt. Công cụ cầm tay. Cưa xích. Đây, một ít các đồ máy pin. Mọi người xem này. Ít đồ máy pin này. Đó. Đồ máy pin. Đây. Cái đồ khoan pin rồi. Máy bắn vít. Ở phía trong đây là đồ điện 100V. Đây, con bào đây. Cũng thế còn khá đẹp mọi người nhé. Đây là do thời gian nó sét thôi. Súng. Súng hơi. Súng bắn bu lông. Rồi máy mài. Máy cắt sắt.
con này con đèn khí này, đèn khí mọi người nhìn chưa. Còn phía trên này còn cắt nhôm. Đó. Này bắn vít này. Bắn vít. Cắm điện nhá. Đó. Ôi. Đây, là cái máy công cụ này. Đó. Hôm nay mình lên mình cũng xin phép anh chủ bãi. Anh đồng ý cho mình quay thì mình mới quay được. Chứ không phải ai tự nhiên mà quay được đâu mọi người nhé. Đó, máy công cụ. Đây là hàng cũng mới về ấy. Đây, súng bắn đinh. Súng bắn đinh, máy mài. Đó. Ok chưa? Đây, cho mọi người xem một chút các thùng khoan pin nhé. Đó, ít thùng khoan pin. Thùng khoan pin. Cũng rất nhiều nhiều đồ nhé. Ai mà ở khu vực Hà Nội có thể đến đây xem và tham khảo. Hàng cũng vừa về mấy hôm nay thì mình lên mình xem thử thôi mọi người nhé. Đó. Máy vít điện. Đó, đây. Rất là nhiều mọi người nhé. Ok. Đó, rất là nhiều. Thôi mình review sơ qua cho mọi người xem nhé. Ai có nhu cầu gì thì đến đây tham khảo ở khu Hải Bối Đông Anh. Mình sẽ dừng video tại đây nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.